Sáng hôm nay em cập nhật clip nha anh chị, một cặp bò cái F1 sữa đó, một con F2 sữa và một con nghé ghép đó anh chị ơi. Đó thì cũng ăn cám cỏ cứng đó, thì con này con F2 đó, chiều cao giữa lưng thì tầm 1 mét đó, thì bò này tầm 6 tháng, còn con này tầm 1 tháng rưỡi anh chị ơi. Đó thì cũng biết ăn cỏ ăn cám cứng rồi đó, thì anh chị nào có tiền bắt hai bò này về nuôi lấy sữa nuôi ghép là bao ok. Bò này vú móng sạch sẽ, chân cắn hoàn thiện anh chị đó, cặp bò giá rẻ, anh chị gần xa thích thì liên hệ em đó. Thì cặp bò cái này thì giá 15 triệu anh chị ơi, bò ship thành phố Tân An. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trong hình đó. Bò này thì bao ăn uống, bao vú dỗ, cẳng xuống uống xuống ruột anh chị đó. Đó anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em. Chân là móng sò cùm lưng thẳng trụ nha anh chị đó, thì mình nuôi nuôi ghép nuôi lấy sữa là bao ok anh chị đó. Mình giá hiện nay bò nó cũng hơi nới nới, mình có điều kiện mình bắt về mình nuôi lớn mình làm giống anh chị đó. Cặp bò cái giá 15 triệu bao ship thành phố Tân An, còn giá bán tại chỗ 14 triệu nha anh chị. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em đó. Anh chị có trâu bò dê gì đó bán, cần bán chỗ béo thì liên hệ. Đó, bò thì bao tặc lỗi bao ăn uống, giá cả hợp lý thì liên hệ em đó. Thì chăn nuôi loài ống ngang Long An sẽ mua bán trao đổi bò thịt, bò cao, bò năng, bò lòi cho anh chị, rồi trao đổi bò giống cũng được anh chị ơi, bán anh chúng mua đó. Anh chị gần xa cần thì liên hệ em, số điện thoại để cho màn hình. Đó, bò này thì bao đẹp cho anh chị luôn.